Sáng ngày 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam và lệnh khám xét các đối tượng liên quan. Các bị can tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương gồm Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, Đặng Trần Chí, Giám đốc. Điều tra bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế, giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng từ bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.